Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hương Giang bất ngờ cầm vương miện, tuyên bố gây choáng trên sóng truyền hình. Sau một thời gian chờ đợi, chương trình The Voice Kids, giọng hát Việt nhí 2019 sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào thứ Bảy tuần này. Trước đó, chương trình đã gây phấn khích khi chính thức công bố dàn huấn luyện viên bao gồm Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương, Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh và Hương Giang, Dương Cầm. Đây đều là những gương mặt được khán giả yêu mến và mong chờ tạo nên một mùa The Voice Kids đầy màu sắc. Cũng như mọi năm, vòng giấu mặt luôn là đặc sản được khán giả mong chờ nhiều nhất. Các huấn luyện viên sẽ không nhường nhịn nhau khi tranh giành những chiến binh tài năng và mỗi đội đều chuẩn bị cho mình những chiến thuật nhằm lấy lòng các thiên thần nhí. Nếu như team Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương chuẩn bị những chiếc áo choàng chiến binh, team Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh chuẩn bị nhiều món trò chơi siêu to khổng lồ, thì team Hương Giang, Dương Cầm lại mang đến The Voice Kids những chiếc vương miện lấp lánh gắn liền với danh xưng hoa hậu. Hương Giang cho biết team mình sẽ được gọi là team hoàng gia và có những chiếc vương miện đức vua và hoàng hậu để tặng cho các thí sinh lựa chọn về đội của mình. Nàng hậu chia sẻ lý do mang vương miện đến sân khấu. Chiếc vương miện thể hiện cho sự tự tin, giúp các bé không chỉ trong chương trình mà sau chương trình cũng đủ tự tin theo đuổi con đường ca hát. Và ngay trong tập 1, những cuộc chiến của các huấn luyện viên đã xảy ra vô cùng thú vị và hài hước. Và để chiêu dụ được thí sinh của các đội đều vận dụng hết công sức của mình. Và trong một cuộc chiến giành được chiến thắng khi các thí sinh chọn về đội của mình, cầm trên tay vương miện, Hương Giang còn hài hước tuyên bố. Đã là hoa hậu mà còn hát hay thì chỉ có một mình cô ở Việt Nam này thôi, khiến khán giả vô cùng thích thú. Các huấn luyện viên còn lại cũng bật cười. Đặc biệt, The Voice Kids năm nay còn tạo nên những bất ngờ thú vị khi có luật chơi mới mang tên phá chặn. Đội chơi sẽ bị chặn, sẽ không thể xoay ghế nhưng lại có khả năng được phá chặn bởi chính các thí sinh. Đổi lại, trong tiết mục kế tiếp, đội huấn luyện viên được thí sinh phá chặn sẽ không có quyền lựa chọn thí sinh. Mọi đội chơi sẽ có 2 lần được dùng quyền chặn với đội bạn, mà mình dè chừng khi quyết liệt tranh giành các tài năng nhí trên sân khấu. Và mỗi cặp đội huấn luyện viên chỉ có một lần duy nhất được học trò bảo vệ. Trong đoạn teaser giới thiệu vòng giấu mặt giọng hát Việt nhí 2019, các fan vừa thương vừa thích khi cặp đôi Hương Giang, Dương Cầm bị đội Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh ấn nút chặn, tước quyền lựa chọn thí sinh. Hương Giang đã gào khóc trên chiếc ghế đỏ quyền lực khi không thể theo dõi nhân tố sáng giá mình ưng ý trình diễn trên sân khấu và cô đã dùng mọi cách để chiêu dụ thí sinh phá chặn về đội mình. Luật chơi mới này đã tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả và cũng chiếc nút chặn có khiến tình chị em của các huấn luyện viên rạng nứt. Đừng quên đón xem tập 1 phòng thi giấu mặt giọng hát Việt nhí nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!